Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên đề xây dựng và bất động sản phát sóng thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, nếu như ở phần cuối của chuyên đề sửa đổi luật đất đai 2013 tránh thất thoát trong định giá đất phát sóng ngày 17 tháng 11 vừa qua, thì các chuyên gia đã đưa ra các giải pháp đấu giá quyền sử dụng đất để tài nguyên đất được đưa vào sử dụng hiệu quả. Và hôm nay trong chuyên đề kiến nghị sửa đổi quy định đấu giá quyền sử dụng đất, chúng tôi sẽ tiếp tục đi tìm những giải pháp để hạn chế thất thoát tài nguyên đất. Ngay sau đây sẽ là nội dung đầu tiên. Kính mời quý vị theo dõi. Năm 2013, những nhà làm luật đất đai đã dành hẳn mục 3 trong chương 8 để quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, cụ thể với 2 nguyên tắc và 5 điều kiện tham gia đấu giá, thì 8 trường hợp giao và cho thuê đất sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính sử dụng đất theo giá thị trường, cụ thể là giá trúng đấu giá, bởi cơ quan lập pháp kỳ vọng việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất sẽ tạo môi trường minh bạch khi giao và cho thuê tài nguyên đất đai. Luật 2013 thì nguyên tắc là cũng rất là mong muốn cái cơ chế là nhà nước đầu tư xong rồi để cho tổ chức phát triển quỹ đất giải phóng mặt bằng, xong rồi tổ chức đấu giá đấu thầu công khai, đấu giá công khai minh bạch để tạo cái cơ chế tiếp cận đất đai minh bạch. Nó thực sự nếu như ông đầu tư, ông doanh nghiệp là ông có nhu cầu thật sự, ông cần đất sạch để mà làm như thế thì nó chính xác. Theo Điều 118 Luật Đất đai và cụ thể hóa là Thông tư Liên tịch số 14 của Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tư pháp thì tất cả đất công đều phải thực hiện đấu giá khi giao và cho thuê. Trong đó, với sự tham gia của từ 2 nhà đầu tư trở lên thì giá trị mảnh đất sẽ được định với mức giá cao với phương án đầu tư hiệu quả nhất từ một nhà đầu tư tham gia đấu giá. Điều này vừa giúp cho cơ quan quản lý bớt được một đầu việc là đi định giá đất, còn thị trường thì sẽ minh bạch. Nguyên tắc nếu mà thị trường nó hoạt động tốt ấy, thì có nhiều nhà đầu tư, người ta thấy rằng là cái mảnh đất này, cái tài sản này nó tạo ra cái giá trị, thành là tôi sẽ vào tôi đấu giá. Và nếu mà nguyên tắc đấu giá đó thì cái người trả giá cao nhất sẽ được cái mảnh đất đó, hoặc là người tạo ra nhiều cái lợi ích nhất cho xã hội, tức là theo những cái quy định của nhà nước thì sẽ được cái tài sản đó. Nếu như tất cả mọi cái giao dịch rồi những cái vấn đề mà giao đất cho thuê đất mà đều thông qua giá thì rất là tốt. Thì đấy là một cái cơ sở để mà xác định được cái giá thị trường. Tuy nhiên, đó chỉ là kỳ vọng bởi những nguyên tắc như khách quan, minh bạch trong cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất vẫn nằm lại trên giấy. Ở Điều 117, còn thực tế 4 năm đi vào thực thi, các cơ quan hành pháp từ trung ương đến địa phương đều nhận định việc giao đất có thu tiền và cho thuê thông qua đấu giá còn rất hạn chế. Các địa phương cũng không mặn mà với cái này. Thực sự thế là họ cũng không quan tâm, họ không mặn mà để bố trí tiền và cũng thích là chỉ định. Phương án chỉ định giao và cho thuê đất này chỉ có 2 chủ thể tham gia, đó là cơ quan nhà nước và một doanh nghiệp, cho nên câu chuyện tiêu cực khi giao đất đang gây nhiều khiếu kiện nhất. Thậm chí ngay trong chỉ thị số 01 ban hành vào đầu năm 2018, Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ việc giao đất có thu tiền và cho thuê đất thông qua đấu giá còn hạn chế. Cho nên, cũng trong chỉ thị số 01, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá đất, nhất là những khu vực đất vàng, để chống thất thu ngân sách nhà nước, đồng thời phòng chống tiêu cực và tham nhũng trong lĩnh vực này. Trong đó, hàng năm trước ngày 30 tháng 11 phải gửi báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên Môi trường để Bộ này tổng hợp trình lên Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, doanh nghiệp biết, cơ quan quản lý biết, việc giao đất nếu theo phương án chỉ định thì sẽ dẫn đến rất nhiều mâu thuẫn. Bởi việc lựa chọn phương án chỉ định khi giao và cho thuê đất chỉ là phương án bắt buộc, còn thực tế đang có rất nhiều điểm vướng. Phóng sự ngay sau đây sẽ lý giải cho quý vị thấy. Cụ thể, trong điều kiện thực hiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất điểm B khoản 1 điều 119 quy định, đất phải được giải phóng mặt bằng hay nói cách khác là có hàng hóa thì mới tiến hành đấu giá. Trong đó, ở trường hợp hàng hóa quyền sử dụng đất thì nhà nước, mà cụ thể là Trung tâm Phát triển Quỹ đất của Sở Tài nguyên Môi trường, sẽ thực hiện tạo lập quỹ đất sạch rồi sau đó tổ chức đấu giá. Quy định phải có đất mới, có đấu giá, những tưởng là điều đương nhiên, tuy nhiên trên thực tế thì cũng chính bởi 7 chữ đất đã được giải phóng mặt bằng này mà đấu giá quyền sử dụng đất bị kẹt trên giấy. Bởi thực tế, việc chuẩn bị đất sạch để tiến hành đấu giá trở thành điểm vướng lớn nhất bởi 2 lý do: ngân sách và chủng loại đất. Rất là khó, cho nên là đã nói là nếu đấu giá thì đất phải là đất sạch, hoặc là đất đó là coi như là nhà nước đã đền bù, đã thu hồi rồi,
đó, và quyền sử dụng đất là thuộc hoàn toàn về nhà nước, thì như vậy thì thực hiện đấu giá nó mới hiệu quả, đấy, nó mới khả thi. Trong đó ở điểm vướng chủng loại đất, do nhiều dự án chủ yếu là đất hỗn hợp gồm cả công và tư, tức vừa có diện tích đất nhà nước quản lý, vừa có diện tích của cá nhân đã sử dụng, cho nên Trung tâm Phát triển Quỹ đất không thể giải phóng mặt bằng để tiến hành đấu giá. Làm sao đấu giá được? Bởi vì dự án người ta đã đi bồi thường thỏa thuận hết các hộ dân, bây giờ còn những cái phần đất, cho dù có phải là 100, 200 mét vuông, làm sao mà đấu giá được? Vấn đề ở đây là muốn có quỹ đất sản xuất kinh doanh thì nhà đầu tư phải tự thỏa thuận với người chuyển nhượng ở phần đất tư, bởi nhà nước không được phép thu hồi đất để phục vụ cho các dự án vì mục đích sản xuất kinh doanh. Chưa kể nếu chiếu theo điều 118 luật đất đai thì chỉ có đất công mới được đấu giá, có nghĩa ra bèo giữa đất công và đất tư khiến cho việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất là không thể, cho nên chỉ có phương án chỉ định nhà đầu tư và thường là đơn vị đã tiến hành thỏa thuận giải phóng mặt bằng ở phần diện tích đất tư. Bây giờ thanh tra kiểm tra chỉ ra rõ nói là điều 118, 119 luật đất đai nói rằng đất nhà nước trực tiếp quản lý thì phải đấu giá, nhưng mà đấu giá sao được, bởi vì toàn bộ dự án nó xen kẹt vô một cái góc, một cái cạnh hoặc là giữa dự án, thì đấu giá với ông khác, chúng đấu giá vô cái nội dung đó, làm sao tổ chức thực hiện dự án cho đúng cái quy hoạch của mình được. Tuy nhiên, đấu giá quyền sử dụng đất không thể thực hiện do đất hỗn hợp mà còn vướng ở lý do thứ hai, đó là ngân sách. Dù cho ngay cả khi nhà nước có nhiều đặc quyền hơn trong việc tạo lập quỹ đất sạch, khi có thể cưỡng chế giải phóng mặt bằng ở phần đất tư đối với các dự án phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên do nguồn ngân sách khu vực công chi cho công tác giải phóng mặt bằng thiếu hụt lại lần nữa khiến phương án đấu giá đất nằm trên giấy. Trong luật đất đai cũng đã có một là cái hình thành một cái tổ chức phát triển quỹ đất, rồi cũng yêu cầu là hình thành một cái quỹ phát triển đất, và thậm chí là còn ra hàng năm là cái hội đồng nhân dân phải quyết để cung tiền cho cái tổ quỹ phát triển đất này, để ông cấp tiền cho cái ông tổ chức phát triển quỹ đất làm. Nói thật anh cũng chẳng ai làm, chứ địa phương nào cũng chẳng làm cái này, cứ kêu là khó khăn không có tiền. Nếu mà nhà nước mà đứng ra làm cái đất sạch đó, thì nó có vấn đề thế này nè. À, trước đây ví dụ như dự án Thủ Thiêm là nhà nước đứng ra là bồi thường cho dân, thì thành phố phải vay tiền, vay một lượng tiền rất lớn để đền bù cho dân, thì phải trả lãi suất nên rất là lớn, nên là hiện nay cái phương án này là không thực hiện được nữa, nhà nước không thể đi vay để mà thực hiện dự án này được, mà bây giờ là thường là xã hội hóa, có nghĩa là để cho các nhà đầu tư tham gia vào. Và cũng chính vì các khoản thu từ nghĩa vụ tài chính đất đai như thuế sử dụng đất, tiền sử dụng, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ chi cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất không đủ để giải phóng mặt bằng, nên mới có câu chuyện nhà đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và sau đó khấu trừ trong tiền sử dụng đất hay tiền thuê đất phải nộp, và như vậy vô tình đã làm triệt tiêu luôn khả năng giao và cho thuê đất theo hình thức đấu giá. Nếu như mà chủ đầu tư mà tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng ấy thì vẫn có cái cơ chế tự ứng. Như vậy lần nếu mà đã tự ứng kinh phí giải phóng mặt bằng có nghĩa là chỉ định. Hiện nay trong lĩnh vực đầu tư bất động kinh doanh bất động sản ấy, thì như vậy là cái vấn đề mà đất ấy, là do chủ đầu tư tự thỏa thuận đền bù với người sử dụng đất, cho nên chắc chắn là không thể áp dụng thức đấu giá được. Như vậy, việc thực thi hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hiện nay vướng ở hai cọng kìm. Thứ nhất, đất đấu giá cần phải giải phóng mặt bằng thì vướng đất hỗn hợp. Thứ hai, nếu không vướng giải phóng mặt bằng thì lại thiếu ngân sách ở khu vực công, do đó dẫn đến việc định giá đất theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư ra giá cao nhất bị nghẽn ngay trước khi tiến hành. Vì vậy mà phương thức làm việc trực tiếp hai bên, tức giữa một nhà nước và một doanh nghiệp khi giao và cho thuê đất công vẫn phổ biến, còn phương án đấu giá quyền sử dụng đất hầu như vẫn nằm trên giấy. Có thể thấy công tác chuẩn bị mặt bằng để tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất đụng đâu cũng vướng. Cho nên phương án xã hội hóa định giá đất khi nhà nước giao và cho thuê bị hạn chế rất nhiều. Các chuyên gia kiến nghị, để công tác đấu giá quyền sử dụng đất phát huy tác dụng như kỳ vọng thì rất cần điều chỉnh một số nội dung về luật, đó là mở rộng trường hợp chủ thể được tham gia đấu giá hay đưa ra cơ chế tạo lập nguồn quỹ để khu vực công thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng trước khi đưa ra tổ chức đấu giá. Chúng tôi đề nghị giao cho tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện thu hồi đất và giải phóng bằng sau đó đấu giá đất. Cái này thực sự mà nói, ban kinh tế, chúng tôi đề nghị ban kinh tế nếu thực hiện được điều này
thì nó sẽ tạo ra một quỹ đất sạch và thực hiện cơ chế đấu giá để chọn nhà đầu tư, đấu thầu dự án có sử dụng đất để chọn nhà đầu tư, thì chúng ta tránh được khiếu kiện đông người. Rồi thứ hai là phải có cái nguồn, một cái nguồn lực ban đầu, tức là nguồn quỹ. Thì cái nguồn quỹ đó, đó tôi nói rằng đối thí dụ như thành phố Hồ Chí Minh, một cái nguồn quỹ vốn ngoài cho doanh nghiệp này, cái tổ chức phát triển đất này không thấp hơn, tôi nói cỡ là 1.000 tỷ, không thấp hơn con số. Có cái nguồn vốn đó, từ đó sẽ tạo ra được một cái giá trị gia tăng qua đấu giá rồi sẽ hoàn trả lại cho ngân sách, gần giống như cho anh vay 1.000 tỷ rồi sau đó là dùng cái quỹ đất có được để kinh doanh. Đó là phải nó phải có cái đơn vị sự nghiệp có thu, tức là ông ví như thực ra mình cũng học hỏi nhiều, cũng gần gũi của mình ấy thôi, anh bạn Hàn Quốc của mình anh có một cái tập đoàn nhà đất Hàn Quốc, ông làm rất là hiệu quả, ví dụ thế, bên kia mình chưa làm được. Để hình thức đấu giá này nó có thể là nó phổ biến và nó phát triển được thì bắt buộc những cái quy định hiện nay cần phải rà soát lại theo hướng nó đơn giản hơn đó, và đặc biệt là những cái thông tin thì nó cần phải rõ ràng minh bạch hơn đấy, thì nó mới cái vấn đề đấu giá này nó phải triển khai và nó rộng rãi được. Cái này nó phụ thuộc rất nhiều vào cái năng lực và động cơ của những người làm trong khu vực công đó, bởi vì là nếu mà ở trong những người làm trong cái khu vực công ấy, người ta có áp lực buộc phải làm mọi chuyện nó tốt lên ấy, thì lúc đó người ta sẽ cố gắng là tạo ra một cái cơ chế để cho cái hiệu quả. Còn nếu mà người ta không có cái áp lực mà làm cho nó tốt lên ấy, mà lại có không gian để người ta đi tìm kiếm những cái lợi ích riêng của họ ấy, thì lúc đó là rất khó mà để được một những cái cơ chế mà nó có lợi cho cái chung. Để mà khắc phục cái tình trạng này ấy, thì theo quan điểm cá nhân của tôi ấy, thì cái thứ nhất là chúng ta phải rà soát hệ thống chính sách pháp luật đất đai và các cái hệ thống chính sách của các lĩnh vực pháp luật khác có liên quan. Đấy, ví dụ như đấu thầu, ví dụ như đầu tư, ví dụ như xây dựng, quy hoạch vân vân. Đấy, thế thì để chúng ta sửa đổi bổ sung và ban hành những cái quy định mới làm sao đấy, nó thứ nhất là tạo ra một cái khuôn khổ pháp lý nó chặt chẽ, nó đồng bộ. Đấy, và nó không có cái kẽ hở để người ta có thể lợi dụng, để người ta có thể làm những cái mà cái những cái điều gọi là tiêu cực về chính sách mà không mong muốn. Nếu như mà chúng ta muốn đảm bảo cái việc sử dụng đất công hiệu quả thì cần phải cái gì? Pháp luật thì có quy định rồi, bộ luật hình sự cũng có quy định về những cái tội danh liên quan đến quản lý sử dụng đất đai. Đấy. Luật hành chính chúng ta cũng có các cái quy định về xử lý xử phạt hành chính. Thế nhưng mà ở đây ấy, chúng tôi cho rằng là hiện nay cái chế tài xử lý là chưa nghiêm khắc. Thường là mới đang xử lý đối với các cái cá nhân sử dụng đất. Còn đối với các cái doanh nghiệp nhà nước ấy, là có nhưng không đáng kể. Rất hạn hữu, chúng ta thấy rất ít. Đấy. Do đó mà chúng ta phải tăng cường cái việc là gì? Là phải áp dụng chế tài xử lý thật nghiêm khắc. Đúng các, trước hết là chúng ta chỉ cần kỳ vọng là đúng các quy định của pháp luật hiện hành thôi. Và đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà vi phạm các quy định về quản lý sử dụng đất đai, nó liên quan đến có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Hiện nay Bộ Xây dựng đang được giao chủ trì để trình Chính phủ, để trình Quốc hội sửa đổi một số cái luật liên quan đến bất động sản. Ví dụ như luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật quy hoạch, luật xây dựng. Đấy, tháo gỡ những cái vướng mắc mà trong các năm qua ấy là còn đang vướng về luật, tức là không thể sửa các nghị định, không thể sửa các thông tư, cho nên là đợt này phải sửa luật. Thì đấy là cái đầu tiên, và cái này theo cái chương trình là đã đưa vào cái chương trình làm luật của Quốc hội 2018 và sẽ thông qua vào cuối năm 2018 và sẽ có hiệu lực 1/1/2019. Chúng ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.